cho bọn con vợ nó nữa. Chứ giờ mày, 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 nó đang ăn ở đâu? Đi vào nhà máy may. Đấy nhá, anh hư vỡ rồi, chứ hai vợ chồng nó ở đâu? Có thôi không ấy, là nhà anh nó thì cũng mệt, thấu nó ngang hồ bố. Thế cái thằng kia không nãy à, cái thằng ở bên kia đấy. Ở bên kia đấy, cái thằng nó làm cho anh đâu đâu ấy, thằng bên quán ấy đấy. Nó còn trẻ không? Chồng chồng nó trẻ không? Đưa thằng nào bán được trước xong rồi thay thằng nào đấy.
bây giờ là anh ấy ngồi vỗ tay thôi. Đẩy thôi. Đẩy tiếp. Mới nó ngủ nước rồi, bây giờ